Tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong năm 2021. Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát trên chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan nghe lời cha mẹ. Thế nhưng những điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có những người kinh tế thì dư giả nhưng không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể về quẻ luận tình duyên, công danh sự nghiệp, cũng như là các thông tin liên quan đến bản mệnh tuổi Giáp Tuất năm mới 2021 Tân Sửu này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi năm 2021 của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 dự đoán bạn sẽ phải gặp tình huống khó xử tại nơi làm việc, có nhiều mâu thuẫn đối với đồng nghiệp của bạn. Những người làm kinh doanh thì nên chú ý lạm phát chi phí, nhân viên văn phòng cũng sẽ phải đối mặt với chi tiêu hàng ngày càng tăng trong năm 2021. Tình yêu và mối quan hệ sẽ theo xu hướng lưỡng cực, chia tay hoặc đi đến chung kết làm đám cưới. Những căn bệnh như cảm lạnh và sốt sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, nhưng những căn bệnh nghiêm trọng sẽ không xảy ra vào năm 2021. Những người làm công ăn lương, thiếu kinh nghiệm làm việc, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, coi chừng những nhân vật đố kỵ xung quanh mình. Đừng bao giờ chỉ trích người khác, những người vẫn đang phải học tập chăm chỉ để đạt được kết quả tốt sẽ dễ dàng dính vào các công việc không đâu và những tin đồn. Bạn có thể cầu nguyện với thần may mắn để giảm bớt xui xẻo này. Bước vào năm 2021, những người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 còn trẻ tuổi, có thể chưa quen với môi trường lao động nên khó có cơ hội vận dụng được lý luận và khả năng của mình vào thực tế công việc. Cho dù có tài nhưng chưa chắc mệnh chủ đã tìm được thời điểm thích hợp để phát huy, vì thế mà sự nghiệp không có bước phát triển nào lớn lao. Do đó, tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nên mạnh dạn tự tin hơn, giữ thái độ khiêm tốn học hỏi. Nếu không hiểu thì cần phải hỏi người đi trước ngay, không nên làm bừa gây ra sai sót. Cần phải học cách thích nghi với những môi trường khác nhau, cố gắng nâng cao hiệu suất công việc, cũng như là luôn giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan. Về chuyện tình cảm, năm nay cảm xúc của người này không ổn định, không nên trao gửi tình cảm cho ai một cách dễ dàng. Hãy giữ khoảng cách thích hợp với những người có ý độ tiếp cận mình. Nếu đã lập gia đình thì bản mệnh cần phải có cách sắp xếp thời gian hợp lý, không nên nhạt nhạt thờ ơ với nửa kia vì quá tập trung cho sự nghiệp. Khi có thời gian rảnh, bạn cần lập ra những kế hoạch hâm nóng tình cảm, tạo cơ hội cho đôi bên để thêm thầm thấu hiểu nhau. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và Bát Bảo Tâm Kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn. Dự đoán tử vi của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Vào năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, hỏa thổ tương sinh tiết mất khí của mệnh chủ. Trong năm này thì mệnh chủ cần phải chú ý nhiều đến các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa. Năm Tân Sửu là một năm khá may mắn đối với tuổi Giáp Tuất. Do đó mà Giáp Tuất nên mạnh dạn tự tin hơn, giữ thái độ khiêm tốn học hỏi. Nếu không hiểu thì cần phải hỏi người đi trước ngay, không nên làm bừa gây ra sai sót. Cần học cách thích nghi với những môi trường khác nhau, cố gắng nâng cao hiệu suất công việc, cũng như là luôn giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Không nên trao gửi tình cảm cho ai một cách dễ dàng. Hãy giữ khoảng cách thích hợp với những người có ý độ tiếp cận mình.
Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cần phải cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý, không nên lạnh nhạt thờ ơ với nửa kia vì quá tập trung cho sự nghiệp. Khi có thời gian rảnh, bạn cần lập ra những kế hoạch hâm nóng tình cảm, tạo cơ hội để đôi bên thêm thấu hiểu nhau. Hãy sử dụng pháp kỳ phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và Bát Bảo Tâm Kinh. Theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành, may mắn. Nam mệnh 28 tuổi, La Hầu chiếu mệnh, hành niên trực La Hầu, chủ nhân Bách Sự Ưu, dễ có những câu chuyện về khẩu thiệt thị phi dính dáng đến pháp luật hay là có sự phân tranh về giấy tờ. Nữ mệnh 28 tuổi, Kế Đô chiếu mệnh, mệnh chủ gặp khẩu thiệt thị phi nên đi du lịch nhiều hơn, không nên ở trong nhà lâu ngày. Năm Tân Sửu 2021 này, tuổi Giáp Tuất cần phải nhìn nhận lại bản thân, tính cách, giao tiếp, các mối quan hệ để cải thiện bản thân cũng như là các vấn đề về bạn bè, công việc. Bạn dễ gặp phải tình huống bất ngờ, lúc này bạn cần phải bình tĩnh tìm hiểu kỹ càng, chi tiết rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc mình đang tiến hành triển khai. Những người sinh năm Giáp Tuất 1994 còn trẻ tuổi có thể chưa quen với môi trường lao động nên khó có cơ hội vận dụng được lý luận và khả năng của mình vào thực tế công việc. Dựa trên tử vi năm 2021, tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 sẽ bị thách thức bởi các mối quan hệ không thuận lợi tại nơi làm việc. Công việc bận rộn khiến cho bạn kiệt sức, không có thời gian để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Bằng cách này, bạn có thể bị đồng nghiệp xúc phạm và ảnh hưởng đến tương lai. Những doanh nhân sinh năm 1994 thì nên nhận thức được chi phí gia tăng. Với chi tiêu không giới hạn và chi tiêu xã hội, nhân viên văn phòng sẽ phải đối mặt với chi tiêu gia tăng. Xu hướng lưỡng cực của tình yêu và mối quan hệ tình cảm và trừ khi kết hôn với bạn đời của mình, nếu không chia tay là có thể. Bạn có thể bị cảm lạnh, sốt hoặc là các bệnh khác, nên hình thành thói quen tập thể dục thường xuyên để bảo vệ mình. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, năm nay được cho là một năm khá là khó khăn. Nếu có thể tham gia các việc hỷ sự, di chuyển hoặc là lễ kỷ niệm của người khác trong năm nay, ảnh hưởng xấu của các ngôi sao không may mắn có thể được giảm trừ. Nhiều khó khăn sẽ phát sinh vào năm này và cần phải tập trung giải quyết từng việc một. Mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế phù để giúp nghênh đón thái tuế vì thần cai quản trong năm, giúp cho mệnh chủ mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc và sức khỏe. Về sự nghiệp của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong năm Tân Sửu, sự nghiệp có thể bị vướng mắc phải những khó khăn, mặc dù bạn thường nghĩ rằng đã chuẩn bị tốt, nhưng quá trình thực tế có thể bị thử thách, điều này sẽ gây khó khăn và sự khó chịu của bạn. Do công việc bận rộn, bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh khó nói và có thể nói xấu hoặc xúc phạm người khác. Điều này sẽ phá hỏng các kết nối trong công việc và ảnh hưởng đến triển vọng của sự nghiệp. May mắn thay, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để nhận được sự giúp đỡ từ người khác và giải quyết những khó khăn một cách dễ dàng. Năm nay, cần phải hiểu và điều tra đầy đủ về khách hàng nên phòng chống gian lận. Trong các mối quan hệ thì cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân. Nếu biết cách hành xử khéo léo để thân thiết với những người chính trực, đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong chuyện tình cảm cần phải có thái độ trung thủy, không nên bắt cá hai tay, khiến cho chuyện tình cảm trở nên phức tạp, rắc rối, gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp hoặc làm tổn thương bản thân cũng như người khác. Khi lựa chọn đầu tư thì không nên lựa chọn đầu tư vào những ngành nghề như thủy sản, thủy lợi, tài chính, thực phẩm. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi Giáp Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Đặc biệt là các mệnh chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý trong tháng Nhâm Thìn, dương lịch từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021, tức từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 3 âm lịch.
Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập đến. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 thì không nên tiến hành những công việc quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về tài lộc của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 và năm Tân Sửu, sẽ phải chi tiêu rất nhiều tiền vào năm 2021. Nếu đang điều hành một doanh nghiệp thì cần phải cảnh giác với chi phí tăng. Điều đó có thể dẫn đến bế tắc trong hoạt động kinh doanh và thậm chí là buộc bạn phải di dời văn phòng. Cả di dời và cải tạo văn phòng mới có thể tiêu tốn một khoản tiền lớn. Nếu là một nhân viên làm công ăn lương, chi tiêu có thể tăng lên do ngông cuồng của bạn và các chi tiêu xã hội khác không thể tránh khỏi. Cuộc khủng hoảng về tài lộc sẽ giảm bớt đi nếu công tác hoặc là tham quan doanh nghiệp lấy kinh nghiệm nhiều hơn trong năm nay. Thái tuế là kiếp tài, dẫn đến việc cầu tài không hề dễ dàng hay như ý. Cơ hội luôn bị tuột khỏi tầm tay. Sự tồn tại và xuất hiện của vong thần càng làm tăng thêm tình hình hao tài. Người sinh năm Giáp Tuất 1994 thì năm nay lại gặp những sao này, cần phải đề phòng hao tài vì những chuyện ngoài ý muốn. Về phương diện hợp tác, dễ gặp phải những vấn đề hợp tác mang đến hợp đồng miệng, rốt cuộc là không đi đến đâu. Nếu như hai bên có biên bản ghi nhớ thỏa thuận thì tốt nhất cứ giấy trắng mực đen ghi chép lại và ký kết cẩn thận sẽ hay hơn, sau đó mới mong tránh khỏi được sự ưu phiền. Nhưng cũng may khi mà năm nay lại có sao Bát Bạch tương trợ, mà sau này chủ về công danh phú quý sự nghiệp sẽ có thành công, tài nguyên vượng thịnh. Cho nên dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì chỉ cần biết an phận thủ thường, biết cho đủ, chú tâm công việc trước mắt của mình, phát huy tốt sở trường của bản thân, không nóng nảy, không kiêu căng, tranh thủ làm những gì được giao thì ắt sẽ có thành quả. Để tăng cường tài vận và sự nghiệp năm 2021, khuyên bạn sử dụng trang sức trợ mệnh Bát Bảo Tâm Kinh để mang lại bình an, may mắn cũng như là gia tăng tài lộc cho năm 2021. Về tình duyên của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 vào năm Tân Sửu, tình yêu và mối quan hệ có thể là sự kiện đối với người sinh năm 1994 Giáp Tuất. Nếu bạn có thể kết hôn vào năm ngoái hoặc là đầu năm nay, những mâu thuẫn thậm chí chia tay có thể được giải quyết. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 còn độc thân thì sẽ tìm được chút may mắn trong mối quan hệ tình cảm và bạn có thể phải lòng ai đó trong một chuyến công tác hoặc trên mạng. Tuy nhiên thì sự phát triển cụ thể về tình cảm cần phải xem xét kỹ trước khi thực hiện từng bước. Trong năm 2021, tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 độc thân sẽ có đào hoa khá vượng. Cho dù là nam hay nữ thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân thì bạn dễ có những bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí là có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế, ngoài việc lựa chọn đối tượng phù hợp với mong muốn, bản mệnh cần không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư thật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì sôi hỏng bỏng không. Mặt khác, vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cắt lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Tân Sửu, bản mệnh dễ phạm phải đào hoa dữ, cần đề phòng các đối tượng khác giới có ý định tiếp cận gần gũi với mình. Hãy biết giữ mình và giữ khoảng cách, tránh để chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân cũng như sự nghiệp. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Tuất. Về sức khỏe của tuổi Giáp Tuất trong năm Tân Sửu, tình hình sức khỏe trong năm Tân Sửu này thì không mấy khả quan, thái tuế thủy vượng khiến cho các yếu tố kim và hỏa trong ngũ hành bị yếu đi, khiến cho bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, dễ chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Hệ thống hô hấp cũng không khỏe mạnh, dễ mắc phải những căn bệnh như cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người thì gặp phải vấn đề về thận.
Ngoài ra, tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 sẽ bị bệnh nhẹ trong năm nay, chẳng hạn như là cảm lạnh, sốt và viêm đường tiêu hóa. Mặc dù các vấn đề không nghiêm trọng, vẫn có thể bị làm phiền quanh năm. Lý do chính nằm ở việc thiếu tập thể dục và công việc bận rộn. Việc thiếu ngủ có chủ ý hoặc vô ý có thể dẫn đến khả năng miễn dịch rất kém. Trong năm nay thì bạn cũng đừng quá tập trung vào sự nghiệp mà bỏ qua những ảnh hưởng tiêu cực lớn đến sức khỏe do thức đêm nhiều, stress do công việc gây ra. Tốt nhất nên có chế độ nghỉ ngơi, làm việc hợp lý. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nam mạng, sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu là sao chính thất kiến hung tai, nên bị sao này chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn. Nhất là vào tháng Giêng và tháng 7 âm lịch, trong năm này có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng tới cả gia đình, cần đề phòng gặp nạn về công danh sự nghiệp. Mệnh chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nam mạng, năm Tân Sửu gặp phải hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người mà gặp phải hạn này cần chú ý đến bệnh về khớp, tránh những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, dễ vì dẫn đến chấn thương xô xát. Ngoài ra thì gặp hạn tam kheo cần phải đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân, xương khớp. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Giáp Tuất nữ mạng, sao Kế Đô chiếu mệnh. Sao Kế Đô là sao tam cửu khóc bi ai, nên cả nam và nữ nếu bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên thì nữ giới cần kiêng kỵ nhiều hơn nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu nam La Hầu, nữ Kế Đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới nếu gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có bất trắc xảy ra thì cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên đàn bà khi mà gặp sao này chiếu mạng mà có thai thì lại hên may lạ thường. Nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ bị lao đao lận đận, làm ăn gặp nhiều trắc trở. Mệnh chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nam mạng Tân Sửu sẽ gặp phải hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh chủ về sức khỏe. Những người gặp hạn này dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống. Khi bị đau ốm song song với việc chữa trị thì phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm. Với những người phụ nữ mang thai cũng dễ bị ngộ độc, nếu trèo cao hoặc cố lấy những đồ vật trên cao dễ bị té ngã dẫn đến trụy thai. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Giáp Tuất là những người giàu lòng, nhân ái, quan tâm đến người khác còn nhiều hơn chính bản thân mình. Mục tiêu đó là mang đến hạnh phúc cho những người mà họ yêu thương, chứ không phải là tiền bạc hay danh lợi. Nhìn chung, những người tuổi Giáp Tuất là người chu đáo, tốt bụng. Tuy nhiên thì nhiều khi họ quan tâm quá sâu vào đời tư của người khác. Nhiều người cảm thấy sống chung với tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 rất khó khăn vì họ hay phán xét người khác và có tính cách bốc đồng. Luôn luôn có một cuộc sống đầy đủ, do đó mà trước khi quyết định làm bất cứ việc gì thì họ luôn cân nhắc kỹ càng, tránh sự hối tiếc về sau. Suy nghĩ thì khá là chín chắn, thực tế, tuy nhiên đôi khi lại làm quá nhiều vấn đề lên. Từ tuổi nhỏ thì nam tuổi Giáp Tuất gặp phải nhiều long đong lận đận, từ 26 tuổi trở đi thì cuộc sống sẽ có phần thay đổi. Cuộc đời nhìn chung sẽ không phải chịu nhiều ưu tư và sầu muộn. Gia đạo không được êm ấm có thể xuất phát từ tính cách bảo thủ, muốn cho mọi chuyện được theo ý mình. Công danh sẽ bắt đầu phát triển và có thể đi lên cao từ tuổi 27 tuổi trở đi, thậm chí còn có thể lên cao hơn nữa từ tuổi 34. Giáp Tuất nữ mạng, cuộc đời có nhiều triển vọng tốt đẹp về danh phận, cuộc sống sau này được hưởng sung sướng, gặp được nhiều may mắn. Thời tiền vận tuy có chịu khổ sở, long đong lận đận, nhưng từ trung vận trở đi sẽ bắt đầu có được hạnh phúc, an nhàn. Gia đạo tốt đẹp, hạnh phúc, cuộc đời công danh nhưng chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Khi bắt đầu tuổi 34 trở lên thì sự nghiệp dần được hoàn thành. Từ trung vận, tài lộc của bạn khá tốt, tiền tài dễ dàng kiếm được. Từ 23 cho đến 28 tuổi, có nhiều xui xẻo nhưng cũng không có việc gì xảy ra cho số mạng. Năm 25 tuổi, khó khăn vào tháng 3 và tháng 4, ngoài ra những tháng khác có nhiều triển vọng, tạo lấy sự nghiệp vĩ đại cho cuộc sống. Năm 26 tuổi thì bạn rất tốt nhưng có kỵ vào tháng 9 âm lịch, kỵ đi xa hay xuất hành.
Gặp tháng này thì nên đề phòng tai nạn hay bệnh tật. Năm 27 tuổi, năm trung bình, không có việc gì quan trọng, việc làm ăn vẫn vào ở mức độ bình thường. Năm 28 tuổi, nên cẩn thận vào tháng 7 và tháng 8 âm lịch, có hao tài hay bệnh tật. Hai tháng này không nên làm ăn lớn, sẽ có hại. Từ 29 cho đến 35 tuổi, năm 29 tuổi thì được hưởng sự sung sướng của cuộc đời, dè dặt về mặt tình cảm và việc xã giao. Nhưng vào những tháng 6 và 9 âm lịch thì không tốt đẹp cho lắm về phần gia đạo. Năm 30 tuổi được khá và đầy đủ tài lộc nên cẩn thận về phần con cái. Nhưng toàn năm thì tiền bạc được phát triển đến tột độ. Năm 31 tuổi đại kỵ vào tháng riêng, tháng 4 và tháng 7. 3 tháng này cần đề phòng thân thể có hao tài, đừng nên đi xa hay là xuất ngại vào những tháng này. Năm 32 tuổi, thanh bình, làm ăn có phát triển như cũ, tiền bạc điều hòa, gia đình êm ấm. Năm 33 tuổi cho đến 35 tuổi thì công việc tiến hành bình thường, phần tài lộc dư giả. Những năm sau này sửa sang nhà cửa thì rất tốt. Từ 36 cho đến 40 tuổi, thăng chức hay là trong việc công danh thì có phần lên cao và có tiếng tăm. Năm 37 tuổi, cẩn thận việc gia đạo, công việc làm ăn phát đạt, có thể thành công về phần công danh. Năm 38 tuổi, phát đạt tài lộc, toàn năm lên cao như diều gặp gió, nhưng khó vào tháng 10 âm lịch. Năm 39 tuổi, được nhiều phúc lộc, có thể thành công về đường gia đạo và tình cảm, cẩn thận tiền bạc. Năm 40 tuổi, sụp đổ đôi chút về công danh, cũng như tài lộc, tuy nhiên vẫn không có gì gọi là đáng kể cho lắm. Từ 41 cho đến 45 tuổi, khoảng thời gian này công việc làm ăn cũng như danh vọng không có gì thay đổi, chỉ có thể thay đổi về nghề nghiệp. Năm 45 tuổi, kỵ tháng 7, nên đi xa hay là làm ăn vào tháng 8 thì tốt. Từ 46 đến 50 tuổi, cuộc sống phát đạt, vào những năm này nên việc làm ăn giữ phúc cho con cháu về sau. Nên lo giữ gìn sức khỏe là điều tốt đẹp hơn cả, tuy vậy cũng nên giữ gìn tiền của đã tạo được, không thì sẽ mất mát hoặc hao tài. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.